Hai đồng chí quản tu tê. Tôi là kéo. Tôi là cái bao. Nhìn thẳng vào mắt của nhau. Hả? Bên cầu thấy được gì trong mắt em không, baby? Thấy được gì trong ánh mắt em? Nói là yêu nhau hay là sao? Nói là yêu nhau hay là sao? Hai đồng chí quản tu tê. Đồng chí nào thắng thì đội thắng sẽ được triển khai cho đội thua thực hiện thử thách. Tôi là kéo. Tôi là cái bao. Tôi là kéo. Như vậy là đồng chí Tuấn rất là thật thà. Và cái bài này cuối cùng ngày hôm nay cũng đã áp dụng được rồi. 6 đồng chí và tụi môn được coi. Sau nhập ngũ sản xuất bởi Viettel Media.